Xin chào các bác đang theo dõi video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên mang đến cho các bác một mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ. Chiếc này thì thuộc thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu Bonova. Và đây cũng là một trong những mẫu đồng hồ một bác rất là yêu thích và mong muốn sở hữu. Lần trước thì cửa hàng Kiên Đồ Cũ cũng đăng lên một chiếc Bonova tương tự chiếc này và các bác thì cũng rất là yêu thích. Thì lần này các bác là lần trước đã nhỡ hẹn với chiếc Bonova trước thì các bác có thể là sẽ sở hữu chiếc này, có duyên thì sẽ được sở hữu chiếc này. Chiếc này thì vỏ ngoài của nó lớp mạ vàng còn trong tình trạng rất là đẹp. Thì em sẽ xoay các góc cạnh để các bác cùng nhìn được. Phần nắp đằng sau chỉ có một vài cái vết chảy xước không đáng kể. Vỏ núm máy là nguyên zin nguyên bản. Kính Mica, phần mặt được trải tia rất là đẹp. Chỉ số của nó nhìn cũng rất là sắc sảo. Chiếc này thì có duy nhất là cái phần kim. Phần kim các bác có thể thấy ở trên đây, nó hơi có vết một chút thôi. Hơi có vết ở phần kim này một chút, nó không ảnh hưởng nhiều. Viền kim vẫn còn rất là đẹp. Squid này vị trí 6G. Bộ máy của Bonova này là bộ máy mạ vàng, cơ tự động, có hỗ trợ cơ cót các bác nhé. Đây là phần núm này, phần núm thì cái vị trí vàng này nó hơi có bong một chút thôi. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết phần máy. Trước tiên là sẽ đo size để các bác xem cái size đã. Rồi cái size của nó là size 33,3. Size cổ thì các bác cổ tay từ 17 trở xuống là đeo chiếc này đẹp. Đây, size mặt của Bonova thì phù hợp với các bác cổ tay từ 17 trở xuống các bác nhé. Em sẽ mở máy rồi trước này. Phần máy của mẫu Bonova đây. Các bác có thể thấy này, trên cái quả đào, cái bán nguyệt này có biểu tượng chữ B rất là quen thuộc này. Bộ máy cơ cổ sở hữu phần máy là 17GW, 17 chân kính. Squid này, máy mạ vàng rất là đẹp, sáng leng keng luôn các bác nhé. Không có chê chắc cái điểm gì cả. Và chiếc này thì cũng đã được lau dầu rồi, để các bác chỉ việc đeo thôi. Máy rất là sáng và đẹp như này. Và chiếc Bonova này thì có mã là B80 và có giá bán tại cửa hàng Kiên Đồ Cũ là 3.300.000 đồng cho một chiếc Bonova xưa cổ chính hãng của Thụy Sĩ. Máy cơ tự động mạ vàng đẹp như các bác đang thấy ở trên video đây. Size mặt 33 phù hợp với các bác có cổ tay từ 17 trở xuống. Và các bác yêu thích mẫu đồng hồ này thì hãy nhanh tay chốt đơn về số Zalo của đoàn Kiên Đồ Cũ là 0936050424. Mã B80 giá 3.300.000 đồng. Bao ship thì những khách hàng chuyển hết tiền các bác nhé. Các bác cùng ngắm lại mẫu Bonova này. Phần mặt của nó đây. Kính Mica. Rồi các bác lưu ý giùm em là chiếc này ấy, cái phần chân này của nó này. Và cái chân này nữa. Nó hơi, cái nước vàng đấy nó hơi bị sai một chút, hơi bị bọt một chút các bác nhé. Còn lại thì các vị trí khác của nó thì không có cái vết tích gì cả. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Và ngoài kinh doanh về đồng hồ, cửa hàng Kiên còn kinh doanh về xe đạp thể thao và xe đạp địa hình. Các bác hãy lên Google, YouTube tìm Kiên xe đạp để tìm cho mình những mẫu xe phù hợp. Và với các bác yêu thích đồng hồ thì hãy ấn đăng ký ngay nút đăng ký màu đỏ ngay bên dưới video này kèm biểu tượng quả chuông bên cạnh, để trong thời gian tới khi cửa hàng Kiên lên sóng các mẫu đồng hồ tiếp theo thì các bác sẽ nhận được thông báo và có thể tìm được cho mình những mẫu đồng hồ phù hợp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.